kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, ông thần Innova từ làn trong định lao ra làn ngoài rất nguy hiểm. Em mời các bác đón xem nha. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Hai em gái vượt đèn đỏ, tạt đầu xe bác gắn cam hành trình luôn. Ăn đù! Được của nó đấy! Lừa đảo xuyên quốc gia. Dạ, như mấy cày. Ô tô giờ đi cày. Đang lên mạng, biểu hiện của sự cố chấp. Đây là biểu hiện của sự cố chấp nha anh em. Mắt thôi, ra đây là theo này. Quay căn nhà, quay xe này. Yo. Thực hiện được sự cố chấp. Con gái lái xe sẽ như này đây, các bác ơi. Thanh niên đi SH, nhảy trộm cây cực căng cực luôn. Em mời các bác đón xem, thấy hay các bác hãy like và đăng ký kênh nha. Xe công an giả cày đây, lùi ra để anh đi nào. Oh, hơi em. Ui, nhạc hay đấy. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Làn mình thì không đi, cứ thích khôn lỏi lao sang làn người khác cơ, cho đáng đời ông xe tải luôn, em mời các bác đón xem. Rồi, mày xong rồi. Ông thần Mazda đi đè lên vạch liền màu vàng luôn, em mời các bác đón xem. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Mấy ông thần xe con lại đi đè lên vạch liền tiếp, em mời các bác đón xem.
nghe gì không? Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Hai hung thần vượt đèn đỏ cực chiến luôn, em mời các bác đón xem. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Mấy bà tướng ngồi ra lòng đường tập thể dục, mặc kệ các phương tiện tham gia giao thông đi qua luôn, em mời các bác đón xem. Hai tay vươn lên cao hít vào. Thở đổ bên tay phải. Hai tay hít vào vươn lên. Bàn tay trái đặt bốn phải. Tay phải vòng ra sau, cầm bàn chân lên phẳng. Phạt người này phạt. Rồi về trước, hai tay nhích lên, gặp người kéo về phía trước nào, chán xuống, nâng cổ tay lên, nâng cổ tay. Ông thần nhảy cần gạt mưa giữa đường cực liều lĩnh, em mời các bác đón xem, thấy hay các bác cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Rồi, mày xong rồi.